Nam Mô Di Đà Phật á, tâm Hoàng xin chào cả nhà nha. Nay á, buổi tối á, hôm nay á, Hoàng á, có một mâm với tiền vàng bạc á, và một xô với tiền vàng bạc á, để cúng á, cho anh Nguyễn Hữu Đạt á, để xin á, trên cô quyền. Cả nhà cũng dành ít chút thời gian á, cùng với Hoàng trải nghiệm nha. Nam Mô Di Đà Phật. Bên Hồng Trang Hương đi thầm á. Xác tội nghiệp Nam Mô Di Đà Phật á, cũng xin ấn Nam Mô Di Đà Phật á, ở dưới cõi âm ti Nam Mô Di Đà Phật, trên dinh chúa Nam Mô Di Đà Phật, cho nó hâm hành Nam Mô Di Đà Phật á, số Nam Mô Di Đà Phật á, đồng ngăn hàng ngọc với dân thần gian á, Nam Mô Di Đà Phật á, quá xuống con rể cho Nam Mô Di Đà Phật á, trong tiếng họ Nguyễn Nam Mô Di Đà Phật á, ông bà trong cái nhà họ Nguyễn Hữu Đạt sinh năm 1969, xin các cấp các cụ Nam Mô Di Đà Phật á, nhận cho đầy cho đủ Nam Mô Di Đà Phật. Trong cô quyền thái tổ Nam Mô Di Đà Phật á, trong năm chôm tiếng họ Nguyễn Nam Mô Di Đà Phật á, Hữu Đạt Nam Mô Di Đà Phật á, các cấp các vụ trên các ngày Nam Mô Di Đà Phật á, a kram si kina na ka si kina mot ki mo 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 Phật á, các cấp các cụ các ngày Nam Mô Di Đà Phật á, về hưởng nha. Sim Hòa Mỹ .com chuyên bán sim số đẹp Viettel, sim phong thủy hợp mạng kim, mộc thủy, hỏa, thổ, sim tài lộc, sim hợp tuổi, chương trình khuyến mãi giảm giá 10% và miễn phí ship dành cho các bạn ở kênh thử thách tâm linh. Liên hệ tư vấn hotline và Zalo 0967 101 666, nhanh inbox đặt hàng để chọn sim hợp với mình nhất nhé. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay Nam Mô Di Đà Phật, ngày giờ Nam Mô Di Đà Phật á, 14/10/2020 Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay ngày của quyền Nam Mô Di Đà Phật á, tội nghiệp cũng xin Nam Mô Di Đà Phật á, trên Nam Mô Di Đà Phật á, trên cha trên mẹ trên thầy trên tổ mẹ tốt. Cũng xin cô quyền hai tổ ba đời để Nam Mô Di Đà Phật á, xin cô Nam Mô Di Đà Phật á, trong kiến họ Nam Mô Di Đà Phật á, ông nguyện lên Nam Mô Di Đà Phật khẩu tiếp. Ông Nguyễn Nam Mô Di Đà Phật á, hữu hạch Nam Mô Di Đà Phật á, và Nam Mô Di Đà Phật á, bà Nam Mô Di Đà Phật á, Nguyễn Thị Hồng. Cũng xin Nam Mô Di Đà Phật á, xin các vị các ngày Nam Mô Di Đà Phật á, giờ Nam Mô Di Đà Phật á, ngôi gia mà hưởng Nam Mô Di Đà Phật á, bông hoa trà quả vị tu thanh,
dây tiền vàng bạc Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con cháu cho Nam Mô A Di Đà Phật ở trong cái nhà họ Nguyễn cũng xin dâng cho Nam Mô A Di Đà Phật các cấp các cụ Nam Mô A Di Đà Phật ở trong cái nhà họ Nguyễn. Nam Mô A Di Đà Phật các OTC Nam Mô Tăng Sĩ Kinh Nam Tăng Sĩ Kinh Nam Tăng Mô Hợp Tăng Sĩ Kinh Nam Tăng Sĩ Kinh Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nay giờ âm định dẫn dần tận giờ đến Nam mô A Di Đà Phật. Có cho sát tu nghiệp cũng xin Nam mô A Di Đà Phật. Cái trong tiếng nhà họ Nguyễn. Nam mô A Di Đà Phật. Hậu đại xin Nam mô A Di Đà Phật. Các cấp các cụ Nam mô A Di Đà Phật. Xin trên có tiên sư tổ sư tu nghiệp pháp sư nhà sư tổ cô đỉnh cô bà tổ phụ hàng chẳng kiến bác cô chú dựng gì anh em con cháu Nam mô A Di Đà Phật. Cái trong cái nhà Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện hậu đại sinh năm 1969 Nam mô A Di Đà Phật. Xin các vị các ngày các cấp Nam Mô A Di Đà Phật các con vui vẻ dành dặn bỏ hờn kéo đờn từ bi. Nay con cháu của các cấp các vị con dập đầu trăm muôn ngàn lại trăm muôn ngàn lại Nam Mô A Di Đà Phật á, lại xin Nam Mô A Di Đà Phật á, trong cái nhà họ Nguyễn Nam Mô A Di Đà Phật á, xin Nam Mô A Di Đà Phật ông bà của quan hệ cũng mở Nam Mô A Di Đà Phật dập dặn bỏ hờn kéo đờn từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật á, cho con cháu dưới trần gian nay con cháu cũng có sắm hôm qua chờ quả thị tu thanh với tiền vàng bạc. Nam mô A Di Đà Phật các con xin dâng Nam mô A Di Đà Phật cho cô quyền cả tổ Nam mô A Di Đà Phật các xin dâng trong chính nhà Hồng Nguyễn Nam mô A Di Đà Phật các hữu đạt. Nay về âm dần 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 tịnh dần đến con sát tôn nghiệp cũng xin trên lần điển Nam mô A Di Đà Phật các cha Phật tỷ di đề lễ cho quan thánh đế quân cha cho xương cho quan bình đường tâm dương Phật lãng tâm dương Phật có chư vị nó tổ tài và quý cũng hạ cái lần điển cho lợi trần gian và cảm ứng chứng minh Nam mô A Di Đà Phật cái lòng thành tâm tôn xin dập đầu cho muôn ngàn lại cho muôn ngàn lại. Cung sinh trên hàng điện mẹ của Thiên, mẹ của Tiên, mẹ của Ngọc, mẹ nữ hoa, mẹ hành động, mẹ lấy sớm nó một, một mẹ của Phẩm Đình Bà, chính mẹ ông Đội Điện Thần Linh, năm mẹ ngũ hành cũng hạ cái làng điện trở lại trần gian Nam Mô A Di Đà Phật các cho sắc trong nghiệp con xin dập đầu chấm muôn ngàn lại giọng tấu. Còn xin trong kiến nhà Hồng Nguyễn Ngũ Đạt á, Nam Mô A Di Đà Phật các xin các cấp các vị các ngày Nam Mô A Di Đà Phật các mở cái đồng ngang hàng ngọc gia chế dưới Nam Mô A Di Đà Phật các dưới trần gian. Cho con cháu các vị các ngày dưới trần gian nay soi sát công nghiệp dập đầu dẫn tấu cầu xin sát công nghiệp con cũng xin dập đầu trăm muôn ngàn lại trăm muôn ngàn lại cầu xin trên Nam Mô A Di Đà Phật các trăm qua bộ thành nắm nón bảy núi công nghiệp xứ đầy các ông sư nhà sư tổ cô lãnh cô Nam Mô A Di Đà Phật các ông bà tổ phụ trong kiến nhà Nam Mô A Di Đà Phật các Nguyễn Hữu Đạt sinh năm 1969 Atamati Kinina Nasina Namantana Sina Takansi Jin 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 xin Nam Mô A Di Đà Phật các 12 diện lục 12 diện lèo 12 diện đàm mã la có 12 diện hồng ngã gạch trên thì có tiên sư tổ sư tôn nghiệp các sư nhà sư tổ cô lãnh cô ông bà tổ phụ hoàn chẳng chiến bác cô chú điện gì anh em con cháu Nam Mô A Di Đà Phật các trong cái nhà Nam Mô A Di Đà Phật các Nguyễn Hữu Đạt sinh năm 1969 xin chắc các bất bộ các ngài Nam Mô A Di Đà Phật các trong cái họ Nguyễn cũng quan hỷ Nam Mô A Di Đà Phật các trở lại trần gian mà hưởng Nam Mô A Di Đà Phật các hôm qua trà quả thị tủ thanh với tiền vàng bạc con cháu tôi các gì các ngày Nam Mô A Di Đà Phật các cũng xin quá xuống cho các gì các ngày cũng được mở cho ngang khố ra cho con của cha với trần gian nay cho sát tu nghiệp cũng dập đầu dụng đó cầu xin trăm muôn ngàn lại trăm muôn ngàn lại cầu xin Akamati Kinan Sikinatam Sikramasi Kramati xin Nam Mô A Di Đà Phật các 12 diện lục 12 diện lèo 12 diện đằng bả la có 12 diện đằng ngã gạch trên thì có tiên sư tổ nghiệp các sư nhà sư tổ cô lãnh cô ông bà tổ phụ trong cái nhà Nam Mô A Di Đà Phật các Nguyễn Hữu Đạt sinh năm 1969 Nam Mô A Di Đà Phật các xin các vị cho ngày Nam Mô A Di Đà Phật các cho con cháu các vị các ngày dưới trần gian xin kêu Nam Mô A Di Đà Phật các ba kêu được một kêu để biết Nam Mô A Di Đà Phật các cấp các vị các ngày Nam Mô A Di Đà Phật các có vui vẻ có bằng lòng hay không có mở ngăn mở khổ cũng độ cho con cha dưới trần gian Nam Mô A Di Đà Phật hay không Nam Mô A Di Đà Phật cho sát công nghiệp đời chúng ta cầu xin trăm muôn ngàn lại trăm muôn ngàn lại cầu xin Atamati kinan laka singanan laka tenan singanan laka senak mok tegeri sikili laka mok ten laka laka singanan laka mok tegeri sikili mok tegeri mok teka sikana arka mok arka sikbum abla sikbum abla sikbum mo 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 vậy nha nay Nam Mô A Di Đà Phật các dần âm dần 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 tịnh dần lên Nam Mô A Di Đà Phật có sát công nghiệp con xin dập đầu cho muôn ngàn lại cho muôn ngàn lại cầu xin Nam Mô A Di Đà Phật các dưới đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh chế đô hương đô vị đô đàn đô địa ông chư thổ và chư thổ các chư vị phúc mật phúc mài Nam Mô A Di Đà Phật các sớm ngày Nam Mô A Di Đà Phật các giải ngăn cho con của cha dưới trần gian lần miệng hô đại sinh năm 1960 Nam Mô A Di Đà Phật chín Atamati Kinana Kamokasi Kinana Bukhisi Kinana Atesi Kinana Mokasi làm mất tiền nát gì xin nát mọt mất tiền thì kêu xin nát áp cả mọt kêu xin mọt cũng bớt được. Các bạn lấy nha, đây là xin kêu.
Phật hai nay nam mô với đà Phật đó cho sát tâm nghiệp xin chặt đầu chân muôn ngàn lại chân muôn ngàn lại tự tin nam mô với đà Phật á xin nam mô với đà Phật á cho cái nhà họ Nguyễn xin nam mô với đà Phật á hữu đạt nam mô với đà Phật á trên có cha có ông nội có tiên nam mô với đà Phật ông cố nam mô với đà Phật á trên có tiên sư tổ sư nam mô với đà Phật á nội ngoại bốn bên nam mô với đà Phật á trong cái nhà nam mô với đà Phật á Nguyễn hữu đạt xin các vị các ngài nam mô với đà Phật á dịch dựng bỏ ơn kéo đờn từ bi cho con cháu các vị các ngài với trần gian có biết các vị các ngài có bằng lòng á về hưởng với tiền vàng bạc này á hay không có độ lại cho con nam mô với đà Phật á cháu các vị nam mô với đà Phật á với trần gian hay không cho con cháu các vị với trần gian á sớm ngày giải ngang nam mô với đà Phật á a di đà phật si ca ra nam mô si ca a ma ti si ca ni si ma ni si mum la ma ti si ca na a ta ma a ti si ca na ma ta na si ca ma ti si ca ma ti nam mô di đà phật các sát tông nghiệp cũng xin nam mô di đà phật các trên con đường sái con đường chúa lên sơn con mã đầu tiên hoàng sa tiên nữ tướng sa lâm võ tướng hoàng lan võ tướng hoàng ngọc sư hạ cái điện trở lại trần gian nam mô di đà phật các cho con đức cha với trần gian xin keo nam mô di đà phật các ba keo được một keo anh mô phải nên sát thân nghiệp cũng xin dập đầu cho mô ngàn lại cho mô ngàn lại á nam mô di đà phật á các tóc các cụ các ngài trong tiếng nhà Nguyễn nha mô phật á hộ đạt sinh năm 1969 nam mô di đà phật á cho con trai với trần gian á xin được một keo nha mô phải nên sát thân nghiệp cũng xin dập đầu cho mô ngàn lại cho mô ngàn lại cầu xin nam mô di đà phật á đại cam ti cái nam cái si cái nam cái si cái nam cái si cái nam a cam ti cái si cái nam cái si cái nam cái nam mô di đà phật á nay video của hoàng đến đây hoàng xin dừng lại chúc các bạn khi xem video của hoàng có những gì có thuyền giảng nha anh hoàng cũng xin hẹn lại các bạn trong những clip sau nha nam mô di đà phật. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ qua các video hay những chương trình của chúng tôi.